Xin chào các bạn. Bình xịt điện là sản phẩm rất quen thuộc trong công việc của bà con nông dân. Với công nghệ hiện đại ngày nay, để công việc được tăng hiệu quả gấp 2, đã cho ra đời một dòng máy phun xương cao áp với mã Takio TK3X để làm tăng áp lực nước phun xa hơn, nước ra đều và mịn hơn. Để tìm hiểu về tính năng của dòng máy này, thì Bảo Yến sẽ mời anh kỹ thuật viên cùng các bạn coi máy hoạt động mạnh mẽ như thế nào. Máy phun xương cao áp Takio TK3X là dòng máy hỗ trợ cho bình xịt côn trùng băng điện phun được xa, mạnh và đều hơn. Với máy phun xương cao áp TK3X sẽ giúp cho không gian và các trang thiết bị cần sát khuẩn được hiệu quả và nhanh chóng hơn. Nhờ đó giúp chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian, chi phí và sức lao động. Với sự giúp đỡ từ cánh quạt trong máy phun xương cao áp giúp chúng ta phun cao hơn khi nếu chỉ sử dụng bình xịt như thông thường. Máy có hệ thống cánh quạt xoay và bếp phun hoa sen. Khi phun, nước sẽ có dạng xương hoặc khoảng cách phun đều xa và đều hơn. Chất liệu nhựa cao cấp, an toàn không độc hại, không mùi, độ bền cao, trọng lượng nhẹ và di động, dễ dàng mang theo và sử dụng. Máy sử dụng công tắc khởi động tiện dụng khi dùng. Bếp tia phun xương hạt, mịn nhỏ và đều. Như các bạn thấy, với cấu tạo nhỏ gọn, dễ dàng thao tác và sử dụng với áp lực phun mạnh mẽ, chị em như mình cũng sử dụng rất dễ dàng. Vừa rồi, Bảo Yến cùng với anh kỹ thuật viên đã giới thiệu về chi tiết dòng máy phun xương cao áp Takio TK3X này sử dụng kết hợp chung với bình xịt điện tạo ra hiệu suất công việc cao. Nếu các bạn có nhu cầu muốn quan tâm tới sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ở dưới màn hình. Còn bây giờ, Bảo Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.